Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Mới đây, đoàn công tác của Huyện ủy Bắc Quang do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Tân Thành để nắm bắt tình hình về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở kiểm tra, Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền xã Tân Thành tiếp thu các ý kiến tham gia của đoàn công tác, khắc phục những tồn tại, hạn chế, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát và tiêu chí thu nhập, chú trọng thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công. Về công tác xây dựng đảng, quan tâm đến xây dựng chi bộ 4 tốt, tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết các cấp đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang vừa tổ chức phiên họp đánh giá tiến độ thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024. Theo đó, huyện Bắc Quang triển khai 8 điểm bán đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất cho 735 hộ gia đình cá nhân đã đăng ký trong kế hoạch. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã thị trấn tập trung giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Ngành chuyên môn theo dõi xây dựng biểu đánh giá tiến độ của các xã, giao chỉ tiêu cho các xã để xây dựng mốc đánh giá, rà soát lại các bước trình tự giải quyết thủ tục cho người dân. Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phòng Tài nguyên Môi trường sớm hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện trình Sở Tài nguyên Môi trường chuyển đổi sớm cho tổ chức và cá nhân đã đăng ký theo kế hoạch. Mới đây tại xã Lũng Hồ, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Minh đã tổ chức hội nghị trao đổi nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đại biểu các xã thị trấn đã tham luận với hội nghị nhiều nội dung như kinh nghiệm giải pháp tổng hợp ý kiến và trả lời ý kiến của cử tri, giải pháp để nâng cao chất lượng quy trình soạn thảo văn bản, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo với cử tri tại địa bàn ứng cử về hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân về trả lời các yêu cầu kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn cần tiếp tục quan tâm hoạt động tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng kỹ năng, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm và có tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì vừa có buổi làm việc với các phòng ban chuyên môn huyện và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 24 xã thị trấn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Theo đó, năm 2024, huyện Hoàng Su Phì được phân bổ trên 67 tỷ đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các dự án cộng đồng. Đến nay, các xã thị trấn mới thẩm định được 16 dự án, kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, trên cơ sở phân tích những nguyên nhân chậm thực hiện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các xã nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên với nhân dân, quyết tâm quyết liệt thực hiện các dự án cũng như giải ngân các dự án để người dân được hưởng lợi. Các phòng ban chuyên môn phối hợp đôn đốc các xã thị trấn xây dựng thẩm định và triển khai thực hiện dự án cộng đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban Nhân dân xã Lung Trinh và kiện toàn chức danh trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và phó trưởng phòng tư pháp huyện. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động phân công công tác đợt này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc nhấn mạnh công tác điều động luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ. Các cán bộ được giao nhiệm vụ mới lần này được huyện đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Huyện Vị Xuyên vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Năm nay với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, tháng an toàn thực phẩm được triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 trên phạm vi toàn huyện Vị Xuyên. Tại tháng hành động, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ các ngành, các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là những người sản xuất kinh doanh đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Sau lễ phát động, các đại biểu và các lực lượng đã tham gia diễu hành hưởng ứng tháng hành động trên các tuyến đường chính tại địa bàn huyện Vị Xuyên.
Cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân huyện Xín Mần tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại xã Cốc Dế với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Theo đó, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024 huyện Xín Mần tập trung thực hiện tốt 3 không, gồm không sản xuất rau, giết mổ gia súc gia cầm không an toàn, không sử dụng phụ gia hóa chất cho thực phẩm có trong danh mục bị cấm, không thu hái sử dụng rau quả nấm mọc tự nhiên không rõ nguồn gốc. 100% các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm được phổ biến những nội dung cơ bản của luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan, hạn chế tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị trường học đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Lãnh đạo xã Cốc Dế ký cam kết với các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quang Bình vừa tổ chức họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1, tổng nguồn vốn đạt gần 552,4 tỷ đồng, tổng doanh số cho vay đạt 34,1 tỷ đồng trên 658 lượt hộ vay vốn, tập trung ở các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hộ mới thoát nghèo. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong quý 2 là phấn đấu đến hết tháng 4 cơ bản hoàn thành giải ngân nguồn vốn được giao, tỷ lệ thu lãi 100% kế hoạch, đạt 100% kế hoạch huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tập trung tăng trưởng dư nợ, xây dựng kế hoạch giải ngân đảm bảo đúng đối tượng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Mê, nhiều hội viên nông dân xã Vinh Luông đã mạnh dạn đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế, đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đến nay đã hơn 40 hội viên nông dân xã Vinh Luông được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng này, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống người dân tại địa phương. Nguồn vốn ngân hàng chính sách tôi cảm thấy đem lại rất hiệu quả cho gia đình tôi. Thứ nhất là cho đàn tôi được nhà tôi được phát triển cái đàn trâu. Thứ hai là phát triển về cái nhà cửa và giúp đỡ cho gia đình bớt đi những khó khăn. Hiện nay, Hội Nông dân xã Phiên Luông, huyện Bắc Mê nhận cho vay ủy thác với tổng nguồn vốn vay trên 2 tỷ 100 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội Nông dân xã thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó chú trọng tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến hội viên, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương đối với hoạt động nhận ủy thác cho vay và kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn được Hội Nông dân sử dụng đúng mục đích. Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm đến nguồn vốn vay và tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với cái mục đích sử dụng vốn của các hộ gia đình mà được hưởng lợi vay vốn từ chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với việc huy động hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội Nông dân xã Phiên Luông, huyện Bắc Mê đã cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Người dân đã mạnh dạn hơn trong cách nghĩ, cách làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từ đó đã góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Mới đây, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, trao tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc, đoàn trao 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại các xã, thị trấn trong huyện, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Mèo Vạc, đoàn công tác đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các hộ gia đình, mong muốn các gia đình luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cùng các cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang canh giữ biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Dịp này tại xã Ngọc Minh, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên phối hợp với Ban Liên lạc, Câu lạc bộ Bác sĩ họ Đinh Việt Nam và những người bạn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, khám bệnh thiện nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Chương trình văn nghệ là những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do Trung tâm Văn hóa Thông tin của huyện và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội biểu diễn. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, chương trình không chỉ tạo không khí ấm áp vui vẻ mà còn để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thường xuyên của Ban Liên lạc, Câu lạc bộ Bác sĩ họ Đinh Việt Nam và những người bạn hướng về các địa phương biên giới còn khó khăn nhằm động viên, chia sẻ, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ với 6 đội tham gia là cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể, văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa và trường trung học phổ thông huyện. Với tinh thần thể thao cao thượng, các đội đã mang đến giải đấu những trận thi đấu hấp dẫn. Thành công của giải đấu góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện thân thể đối với cán bộ, công chức, viên chức theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, tạo môi trường giao lưu sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện sức khỏe. Đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các đơn vị. Với sự chuẩn bị tốt, các đội đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn và đẹp mắt. Cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phi giai đoạn 2024-2029. Giải đấu có sự tham gia tranh tài của 12 đội với hơn 140 vận động viên, thi đấu trong 2 ngày sôi nổi, 12 đội bóng chia làm 2 nội dung nam nữ, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Sau đó chọn các đội có thành tích cao vào thi đấu bán kết và chung kết. Thông qua giải đấu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi. Ngày 20 tháng 4, huyện Xí Mần cũng đã tổ chức khai mạc giải đấu thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tham gia giải đấu có 9 đoàn với trên 300 vận động viên đang công tác, lao động và học tập tại huyện Xí Mần. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung quần vợt, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi nam nữ. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, các cầu thủ tham dự giải đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn với nhiều cảm xúc. Giải đấu là cơ hội nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần duy trì phát triển việc tập luyện và thi đấu phong trào thể thao trên địa bàn huyện, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Lễ hội khén mông lần thứ 9 và trình diễn diễu hành đường phố huyện Đồng Văn năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Năm nay là lần đầu tiên huyện Đồng Văn tổ chức trình diễn diễu hành đường phố với sự tham gia của 26 đoàn đại diện cho các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn huyện. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiếng khèn trên mây với nhiều tiết mục phong phú đa dạng đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của người dân và du khách. Hữu duyên là gặp được cái lễ hội này, tôi cảm nhận là đấy là thứ nhất là về ban tổ chức là thấy là tổ chức một cái lễ hội mà rất là chu đáo, con người của địa phương đây là rất là thân thiện, lễ hội được tổ chức coi như là đầy đủ bản sắc của các dân tộc, các xã huyện. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông như hội thi khèn, thi chim họa mi, thi xếp bờ rào đá, thi trình diễn nghệ thuật trang phục truyền thống, thi các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và thi các môn thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc. Theo đánh giá, tại các đội thi đến từ các xã, thị trấn đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và quyết tâm cao. Con cảm thấy như là ý nghĩa của khèn Mông rất có ý nghĩa đối với người dân tộc Mông, và con sẽ cố gắng để lớn lên thì sẽ trưởng thành và đi phụ giúp để tham gia những lễ hội nhiều hơn nữa. Lễ khai mạc lễ hội khén Mông lần thứ 9 và trình diễn diễu hành đường phố huyện Đồng Văn năm 2024 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng nhân dân và du khách thập phương đến xem và cổ vũ. Các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội đã được ban tổ chức, các đoàn thực hiện triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng nội dung, qua đó tạo được dấu ấn riêng thông qua lễ hội khén Mông lần này. Tới đây, thời lượng dành cho bản tin cơ sở cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.